Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Huy Ốc, người Long An cuộc sống người Long An. Hôm nay về quê bắt ốc các bạn. Đây. Đi lên trước. Chào bắt ốc đó nè, chào bắt ốc các bạn. Khoan. Rồi đi bắt ốc thôi. Đây mình đi ăn bắt ốc bu các bạn. Thôi đừng ăn, bắt đây anh, bắt ngoài á. Ừ, đi hết ngoài nữa. Cái con nhỏ chưa không bắt. Đó, bự rồi vậy. Thôi. Ở đây còn, được đấy đi. Đây ha. Xích gần đây chút xíu nữa. Quá trời luôn vậy. Rồi, bắt đây đi. Ừ. Đứng đây nè, đứng đây nè. Bự bự nha anh. Đây với một con. Ha, con bự đây nè anh. Nè. Bự này con bự nè. Rồi trời, trời cho bắt đây mà. Nè, dớt nè. Một chùm luôn. Để bắt ốc bu. Ốc nhỏ để lại. Mình bắt cái mình lựa ra, mình lựa ra bỏ lại kìa. Mình thả con nhỏ lại. Coi coi. Con bự đây nữa nè. Đó bằng đấy bên xuồng giết dớt bằng tay không à. Hôm nay có này không có ấy. Ê, hai con lận. Không cho nó khó. Cái con bự nữa nè, quá trời luôn. Được rồi anh, nhỏ nhỏ để chạy đi. Ừ, nhỏ nhỏ thả đi nha. Ừ. Còn được con này, con này vô luôn. Đây còn hai con bự đây nè. Nè, cái con nhỏ kẹp theo nhưng mà chút mình thả con đó. Chút mình rửa ra. Có một chỗ đứng vớt đã luôn. Đi bắt đây nữa nè. Đi kia luôn. Con bự nè. Có con nhỏ nữa. Con kiếm. Con nhỏ thả. Con bự, rồi bự ra không nè. Thì nhiều quá trời luôn hả vậy? Ừ. Ê, chìm rồi. Chúng chúng nó chìm rồi. Đây nè anh, thằng đây nè. Thằng đây nè. Có hai con bự không nè. Ừ. Ở đây mình không lụm được rồi ta. Mình cần gì phải dớt. Dớt đi. Rồi dớt ha. Hả? Dớt chút chút lửa ra hả vậy? Ừ. Nó trong lụm quá. Bên đây đó nè, bên đây đó nè. Đây gần không? Cái nhỏ quá. Bắt ốc. Đây con tròn chứ không có bự dữ nha. Ừ. Đi đi dài, đi đi bắt con. Đây con bự nè. Bắt này nhiều lắm nè. Chút gì làm. Khoan khoan. Mình nghĩ là mua là nó bắt ốc từ đâu. Ừ. Cũng bắt này nè, mình đi bắt nè. Con nhỏ thả xuống. Xong quá trời. Chập mấy đèn này quá trời luôn. Đèn người ta trồng khóm luôn nè. Nó sâu quá. Nó sâu quá. Thôi tay bắt luôn. Cần quá nó bắt luôn. Tay luôn. Tôi trên bờ cũng bắt ốc được quá trời luôn không? Ăn dạ. Ừ. Mình đâu cần phải lỗi với sông đâu. Ở đâu rồi? Chìm luôn rồi. Nó chìm mày không đi. Hai đó đó. Bắt ốc bự. Đi bắt ốc bu hả vậy? Ừ. Nè, dấu một lần này nhiều chưa?
Con thấy con bự chỉ rồi hả dạ? Ừ. Nhỏ. Sao không anh? Nhỏ. Đây con nhỏ quá. Mấy con chuột đó là ốc vô nó ăn quá trời trên đây nè, thấy không? Đi, cưng, cưng. Xem đi qua được. Chen qua đại luôn, chen qua luôn, để qua luôn. Rồi đi giết ốc, giết ốc. Hình như có con có vỏ gì á. Đi bắt. Nhiều nè. Này mà hơi xa chút lụm. Chút về làm món gì vậy? Ha, hấp xả. Nè. Cái này nó nằm nguyên nó ám. Luộc xả. Cái mít nè. Cái cao quá. Được nhiều anh, được nhiều rồi, nhiều chưa? Chỗ đây nè. Đúng rồi, được chỗ đây nè. Chút có nhiều. Mới bắt mà. Hay, kế bên luôn anh, dựng nó rớt. Đó đó đó. Ừ. Nó bu đều hết hồi. Đi bắt ốc cũng có phèn heo nữa nè. Phèn chạy theo nữa. Ghét quá. Phèn cưng của vợ đó. Thấy không? Ừ. Đụng nó cái vợ liều mà với vòng không à. Chồng định bằng thịt nó thôi mà vợ liều mạng chồng kỳ ghê chứ. Không có làm gì đó đâu. Kỳ ghê hết các bạn. Mới ghẹo bằng thịt thôi mà rồi đều rồi đều mạng này. Ủa ngốc bự nè anh ơi. Nè nè anh ơi chuyện này chạy anh ơi. Ngốc bự lắm. Ừ. Không có chạy đâu, ốc nó đi từ. Rồi. Đi nè. Uống. Nè anh, bự lắm. Ủa. Thấy không? Thấy thấy rồi. Chè thấy con nhỏ. Bự nhất luôn á. Thấy vậy thấy. Thấy con bự nó đó vậy. Ừ. Hai con luôn, thấy một con nha. Nhưng mà giữa được hai con à. Đó, đây con cập bờ đó nè. Thấy cái này rất tiện lợi không? Cây ngắn ngắn thì vừa hả dạ? Ừ. Bắt hai con bự thôi, còn con nhỏ quá. Thả lại đi, thả lại. Vì những cái tủ đây. Này chuột bắt hả dạ? Thì vậy á. Ăn quá trời luôn nè, lụm. Nó ăn quá trời luôn đó. Bên kia gà thấy bên kia không anh? Thấy đặt luôn á. Ừ. Nhưng mà mình không qua bên đó. Mình đưa bên đây mà. Đằng đây nè anh, đằng kia kìa. Đó. Quá trời lận á. Mình đưa bên đây rồi bắt mình bắt dư sức ăn này. Dưới đây cũng đặt nha. Từ từ nha anh, ốc bự không kìa. Hết á. Từ 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 từ. Ở đây mình thò tay bắt đi, nó dễ. Quá trời luôn. Để nó chìm. Để nó lặn nè. Ở đây nữa là được rồi đó. Nhiều rồi đó. Cái bắt đại đi. Chị rớt con bự em nha anh, bự em quá trời kìa. Ủa. Ừ, chừng nó chìm phải rớt. Nó chìm phải rớt. Đụng nó mới chìm chứ bình thường đời thấy không chìm phải không anh? Ừ, ngó nó không có chìm. Ngó nó đâu có biết mình ngó nó đâu. Không đụng đẩy kìa. Trời ơi, đụng đẩy thì dung dinh thì nó chìm á. Cái nè. Bự phải không? Ừ. Cái nhẹ. Mấy con kia nữa kìa. Em vớt cho, em vớt cho, em vớt cho. Thôi anh nói khúc này đi, khúc này nhiều nè. Ơi. Ừ. Không phải mạnh nó mới chìm. Còn nhiều mà. Chìm một hai con nhầm gì. Hai con, hai ba, hai con. Bự. Thôi,
vô khúc này cá nhiều đi, thấy không? Ừ. Nó nhiều quá nó không lặn dữ nữa. Nó không lặn, nó nổi với mặt nước nè. Rồi tới được vợ tôi bắt ra ốc nè. Tụi con bự bự chút vậy yêu. Ngoài ngoài ở ngoài kìa. Đậu nó con bự của em rồi. Kệ đi, không sao. Thì đừng có chậm quá vợ. Đó, được con bự đó. Bự nhỏ hơn con nãy. Ừ. Đi vòng vòng bắt ốc đã các bạn. Đây thành quả bắt ốc nãy giờ này các bạn. Quá trời luôn nè. Nửa thùng rồi. Mới bắt được một chút à. Thôi xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Hương Vlog. Nếu thích hãy đăng ký và đăng ký ủng hộ hơn nhé các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn.